môi trường ô nhiễm, thực phẩm chứa hóa chất độc hại, tiêu quyền là quyền lực làm đàn yếu tố. Đàn yếu tố không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi chán ăn bán ra, mà còn làm tăng nguy cơ bị gan như sự tương đương của virus. Nếu không ngăn được kịp thời sẽ gây sơ gan ung thư gan, bị chết bỏ với đường vân chi và các sản tử quý giúp gan các triệu chứng của gan yếu tố hỗ trợ điều trị và giảm nguy cơ mắc viêm gan B, viêm gan C, sơ gan ung thư gan. Bị chết bỏ chất cơ miễn dịch bảo vệ tế bào